Phần 5. Truyền thông về phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh. Bài giảng 2. Thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Xin chào các bạn. Ở bài giảng 1, chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ về các kiến thức, thế nào là một kế hoạch truyền thông thông tin, các hình thức phổ biến, những nguyên tắc và quy trình lập kế hoạch truyền thông về phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Sau khi tìm hiểu lý thuyết, ở bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành xây dựng kế hoạch để áp dụng cho địa phương của các bạn. Bài giảng này sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành 5 bước chính trong lập kế hoạch truyền thông. 1. Xác định mục tiêu toàn kế hoạch. 2. Xây dựng ngân sách truyền thông. 3. Lựa chọn hình thức truyền thông. 4. Xây dựng thông điệp truyền thông. 5. Kế hoạch giám sát, đánh giá. Bài giảng này chúng ta cùng thực hành áp dụng xây dựng kế hoạch truyền thông ứng phó với bão trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị xã. Trước hết chúng ta vào bước đầu tiên, xác định mục tiêu truyền thông. Ở bước này, các bạn cần xác định rõ các nội dung sau. 1. Đối tượng truyền thông là ai? Giới tính, độ tuổi, khu vực địa lý, nhóm người dễ bị tổn thương, khó tiếp cận. 2. Khả năng tiếp cận truyền thông của họ như thế nào? Thói quen sử dụng những kênh truyền thông nào? 3. Mục tiêu của chiến dịch truyền thông phòng chống thiên tai, COVID ra sao? Ví dụ, kế hoạch truyền thông ứng phó với bão trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại xã. 1. Đối tượng truyền thông là ai? Người dân trong xã, hộ dân, giới tính, độ tuổi, khu vực địa lý, nhóm người dân tộc, khuyết tật, khó tiếp cận. Về khu vực địa lý, khu vực được dự báo có, không, có khả năng chịu ảnh hưởng của bão, khu vực đang có nguy cơ, không có nguy cơ hoặc đã có ca mắc COVID-19. Ưu tiên quan tâm hơn đến các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 2. Khả năng tiếp cận truyền thông của họ như thế nào? Thói quen sử dụng những kênh truyền thông nào? Có thói quen xem truyền hình, nghe đài phát thanh, đọc báo mạng điện tử? Thói quen đọc thông tin trên mạng xã hội, Facebook, Zalo? Tiếp nhận thông tin qua các buổi họp thôn, xóm, tổ dân phố, thông tin trực tiếp từ cán bộ khu vực, thông tin qua tờ rơi, tờ gấp. 3. Mục tiêu của truyền thông phòng chống thiên tai COVID-19 ra sao? Tuyên truyền đến người dân toàn xã, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai do bão lớn, các khu vực có nguy cơ dịch bệnh COVID-19. Người dân nắm được các kỹ năng chuẩn bị, ứng phó cơ bản để không bị lúng túng trước tình huống thảm họa kép, thiên tai, dịch bệnh. Bước 2. Xác định ngân sách truyền thông. Thông thường, trong nhiều kế hoạch thì phần ngân sách sẽ ở bước 4. Tuy nhiên, đối với các cơ quan nhà nước thì bước này cần được xác định rõ ở giai đoạn đầu, thậm chí là đầu tiên tùy đơn vị. Bởi vì các bạn cần có kế hoạch sử dụng ngân sách truyền thông theo các nguồn chi phù hợp. Hãy xác định rõ ngân sách cho kế hoạch này để sử dụng ở nguồn nào. Nguồn trong quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh, thành phố, ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn huy động khác, để từ đó có kế hoạch đề xuất địa phương cấp trên cho phù hợp. Bước 3. Lựa chọn hình thức truyền thông. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ưu tiên của các hình thức truyền thông đại chúng trực tuyến để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19, lưu ý nhóm đối tượng dễ tổn thương. Truyền hình, phát thanh, báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Facebook, Zalo, YouTube, TikTok, hệ thống loa đài, phóng thanh xã. Truyền thông trực tiếp, thăm hộ, gia đình, nhóm nhỏ, đảm bảo an toàn, 5K, tờ rơi, tờ gấp, áp phích dán tại các cơ quan, bệnh viện, nơi công cộng. Khi lựa chọn hình thức truyền thông, cần lưu ý các khu vực có dân tộc thiểu số, không nói, đọc tiếng Kinh, vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, người nghèo, trình độ văn hóa thấp, khó tiếp cận các kênh thông tin, truyền thông hiện đại, bắt buộc sử dụng hệ thống loa phát thanh, truyền thông trực tiếp như tuyên truyền viên, tờ rơi, hướng dẫn tận nơi, lưu ý đảm bảo các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Đối với đối tượng trẻ em, học sinh, truyền thông thông tin qua hệ thống trường học. Cân nhắc hình thức truyền thông in ấn phù hợp, dán các áp phích hướng dẫn thông tin tại các khu vực công cộng, cơ quan, bệnh viện, nơi sơ tán. Lập các nhóm trên Zalo hoặc Facebook, tùy tình hình địa phương để truyền thông qua mạng xã hội. Nhóm làm việc liên ngành giữa các cán bộ truyền thông, phòng chống thiên tai, y tế, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, nhóm người dân xã, thôn, bản để truyền thông. Bước 4. Xây dựng thông điệp truyền thông. Trong thảm họa kép,
thiên tai và dịch bệnh COVID-19 có hai thông điệp chính chúng ta cần khai thác. Một là thiên tai cộng COVID-19 bằng chuẩn bị ứng phó thế nào. Hai là sơ tán an toàn, vượt qua thảm họa kép thiên tai và COVID-19. Với mỗi thông điệp, chúng ta sẽ đưa ra những khuyến cáo an toàn chi tiết cho từng nhóm đối tượng khác nhau. Đối với đối tượng hộ gia đình, chúng ta có các khuyến cáo như sau. Mời các bạn ghi nhớ và chọn lọc các thông điệp đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai và UNICEF tổng hợp biên tập trong video sau. Thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh, chúng ta phải ứng phó thế nào? Thường xuyên theo dõi thông tin tình hình thiên tai và dịch bệnh trong khu vực. Chú ý thông báo về các địa điểm tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra. Trong trường hợp thiên tai xảy ra khi khu vực đang sống có ca lây nhiễm COVID, cần bình tĩnh thực hiện theo hướng dẫn, chủ động khai báo y tế và cách ly tại nhà nếu không phải đi sơ tán. Chuẩn bị vật dụng cần thiết, sẵn sàng cho trường hợp phải đi sơ tán khi thiên tai xảy ra. Chuẩn bị túi vật dụng thiết yếu chống thấm nước trường hợp cần đi sơ tán bao gồm khẩu trang, nước rửa tay với nồng độ cồn trên 60%, đồ ăn khô, nước uống, thuốc men cơ bản, xà phòng dạng thanh hoặc nước, nhiệt kế, băng cá nhân Ergo, khăn lau khử trùng, quần áo, khăn mặt, chăn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ vệ sinh cho phụ nữ, trẻ em gái, đèn pin, pin, radio, điện thoại, pin sạc, pin dự phòng, giữ giấy tờ tùy thân trong túi ni lông để tránh các đồ này bị ướt. Chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khi có lệnh đi sơ tán. Chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo an toàn trong trường hợp không phải đi sơ tán khi thiên tai dịch bệnh xảy ra. Gia cố chằng chống nhà cửa, cất vật dụng quan trọng lên nơi cao giáo, tắt các nguồn điện trong nhà. Cần chuẩn bị ứng phó với một số điều kiện bất lợi như không có nước sạch để ăn uống và sinh hoạt, không có điện để chiếu sáng hoặc sạc pin. Trong tình huống đó, hãy chuẩn bị trữ nước sinh hoạt và nước uống đủ dùng trong 5 đến 7 ngày. Dự trữ các loại thực phẩm có hạn sử dụng dài và không cần chế biến, mang theo đèn pin, radio, sạc dự phòng để chúng ở nơi dễ tìm nhất. Thực hiện vệ sinh môi trường trước và sau thời điểm xảy ra thiên tai, tránh bùng phát dịch bệnh khác. Nếu khu vực sống có ca nhiễm COVID-19, cần chủ động khai báo y tế, thực hiện nghiêm chỉnh hướng dẫn, khuyến cáo của cơ sở y tế địa phương. Ghi nhớ đường dây nóng cứu hộ cứu nạn tại địa phương trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Trong mọi trường hợp thiên tai, cần chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Ghi nhớ các biện pháp sơ tán an toàn để vượt qua thảm họa kép thiên tai và dịch bệnh COVID-19. Trong trường hợp phải đi sơ tán, người dân cần ghi nhớ những lưu ý sau. Mang theo túi vật dụng thiết yếu chống thấm nước đã chuẩn bị để đi sơ tán bao gồm khẩu trang, nước rửa tay với nồng độ cồn trên 60%, đồ ăn khô, nước uống, thuốc men cơ bản, xà phòng dạng thanh hoặc nước, nhiệt kế, băng cá nhân Ergo, khăn lau khử trùng, quần áo, khăn mặt, chăn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ vệ sinh cho phụ nữ, trẻ em gái, đèn pin, pin, radio, điện thoại, pin sạc, pin dự phòng, giữ giấy tờ tùy thân trong túi ni lông để tránh các đồ này bị ướt. Luôn giữ gia đình ở cùng nhau và chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình sơ tán và tại khu vực sơ tán khi thiên tai xảy ra. Cố gắng giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với những người ngoài gia đình bạn nếu điều kiện thực tế cho phép. Luôn chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trong tình huống thiên tai có mức độ rủi ro cao, cần ưu tiên tính mạng lên hàng đầu. Lúc này tuân thủ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cán bộ tại khu sơ tán. Hạn chế việc tụ tập đông người, hạn chế chạm vào các bề mặt chung như mặt sàn, tay nắm cửa tại nơi sơ tán. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn các đồ dùng vật dụng. Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi bản thân mình hoặc thấy người khác có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở. Tuyệt đối không rời khỏi khu vực sơ tán khi chưa có thông tin hướng dẫn. Lưu các số điện thoại quan trọng như số Ủy ban Nhân dân xã, y tế, cứu hộ địa phương để liên lạc trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Với những gia đình có con nhỏ cần luôn chú ý để mắt tới con. Bố mẹ có thể buộc một sợi dây giữa cổ tay mình và cổ tay con để tránh lạc con trên đường sơ tán. Các bé khi phải đi sơ tán rất dễ cảm thấy bất an. Vì vậy, bố mẹ cần động viên lắng nghe khi con muốn chia sẻ. Tại khu sơ tán, nhắc nhở các bé tuyệt đối không được đi theo hay nói chuyện với người lạ, không được để người lạ sờ vào các bộ phận trên cơ thể. Giúp bé ghi nhớ tên và số điện thoại của bố mẹ mình trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, tránh xa các khu vực sông, suối, ao hồ có thể gây đuối nước. Ngoài ra, đối với các gia đình có con nhỏ, cần lưu ý các khuyến cáo sau để đảm bảo an toàn cho các con. Và bước 5, bước cuối cùng, giám sát đánh giá, đo lường hiệu quả truyền thông. Ở bước này, chúng ta cần đánh giá 3 yếu tố, phạm vi, nhận biết và thực hiện, theo các hướng dẫn khuyến cáo an toàn trước thiên tai và dịch bệnh của người dân. Để làm được điều đó, cần thường xuyên giám sát thông qua quan sát, phỏng vấn nhanh, thu nhận các ý kiến phản hồi qua các nhóm mạng xã hội Zalo, Facebook.
điều chỉnh hoạt động, nội dung, thông điệp truyền thông kịp thời và phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau. Đánh giá cuối đợt thiên tai, rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông thường xuyên để chuẩn bị cho các đợt thiên tai tiếp theo. Trên đây là hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông ngắn hạn, ứng phó trong trường hợp khẩn cấp khi có thiên tai, dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Ngoài thực hiện truyền thông khẩn cấp, các địa phương cần chuẩn bị phương án truyền thông dài hạn, sẵn sàng cho các tình huống thiên tai và dịch bệnh khác. Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phối hợp với UNICEF xây dựng các ấn phẩm truyền thông như video, infographic, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong tình huống thảm họa kép, thiên tai, dịch bệnh và sẽ cung cấp thêm tại bài giảng 2 trong phần này để các địa phương sử dụng truyền thông. Về phía Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai sẽ tích cực thông tin truyền thông tại các kênh trung ương. Phía địa phương chủ động truyền thông bám sát với tình hình thực tế dịch bệnh, thiên tai và cơ sở vật chất tại địa phương mình để đạt hiệu quả cao nhất.